mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Đại Gia. Như quý vị và các bạn đã biết thì tại những khu công nghiệp, công xưởng, nhà máy thì một chiếc máy hút bụi công nghiệp là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong việc vệ sinh không gian làm việc. Ngoài được trang bị chức năng hút bụi khô như những chiếc máy hút bụi gia đình khác thì máy hút bụi công nghiệp còn được trang bị thêm chức năng hút bụi ướt. Ngày hôm nay, Điện Máy Đại Gia sẽ giúp quý vị và các bạn lựa chọn được chiếc máy hút bụi công nghiệp dành cho nhà xưởng có diện tích lên đến 1.000 m2 phù hợp nhất. Tiêu chí đầu tiên đó là chọn máy có công suất lớn. Với những không gian nhà xưởng có diện tích lớn tới 1.000 m2 thì người dùng nên chọn những máy có công suất từ 3.000 W trở lên, trang bị 3 motor như các model máy hút bụi nhà xưởng Palada PD80H với công suất là 3.900 W hay Super Clean SC80 với công suất là 3.600 W hoặc Palada PD802Z3. Với mức công suất lớn, máy có thể hoạt động ổn định, đáp ứng hiệu suất công việc cao, vừa đảm bảo hiệu quả làm việc, vừa không gây giảm tuổi thọ máy. Việc chọn những máy hút bụi có công suất nhỏ hơn sẽ khiến cho máy phải thường xuyên hoạt động quá tải, dẫn đến tuổi thọ máy cũng giảm đi đáng kể. Tiêu chí lựa chọn thứ hai chính là dung tích thùng chứa. Bên cạnh công suất lớn thì máy hút bụi công nghiệp dùng trong không gian 1.000 m2 cần phải đảm bảo được dung tích thùng chứa lớn. Nếu bạn sử dụng máy hút bụi công nghiệp loại nhỏ với thùng chứa nhỏ thì bạn sẽ phải dừng lại để đổ bụi nhiều lần. Việc này tốn rất nhiều thời gian và công sức. Do đó, máy hút bụi công nghiệp dùng trong không gian này nên đảm bảo dung tích thùng chứa từ 70 lít trở lên như Palada PD70 với dung tích thùng chứa là 70 lít hay Super Clean SC80 hoặc Palada PD803Z với dung tích thùng chứa là 80 lít. Những máy hút bụi công nghiệp có dung tích thùng chứa lớn sẽ chứa được nhiều bụi hơn và đảm bảo việc vận hành được xuyên suốt. Tùy theo nhu cầu làm sạch mà bạn có thể lựa chọn những dòng máy hút bụi công nghiệp khác nhau. Tuy nhiên thì bạn nên lựa chọn những máy hút bụi đa chức năng để có thể phát huy tối đa được hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu tư. Các doanh nghiệp nên lựa chọn những máy hút bụi vừa hút bụi, hút nước, vừa có thể hút được chất thải công nghiệp và chất rắn. Lựa chọn thương hiệu là một tiêu chí rất quan trọng để bạn có thể mua được những chiếc máy hút bụi công nghiệp chất lượng tốt. Bạn nên chọn máy từ những thương hiệu nổi tiếng. Chất lượng máy từ các thương hiệu này đã được kiểm chứng bởi hàng nghìn khách hàng trong nhiều năm nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Các thương hiệu máy hút bụi công nghiệp lớn đang được đánh giá cao hiện nay bao gồm Kumisai, Palada, Super Clean, IPC hay Camry. Một tiêu chí quan trọng mà bạn không thể bỏ qua đó chính là mua máy hút bụi công nghiệp tại những địa chỉ uy tín. Điện Máy Đại Gia tự hào là đơn vị cung cấp máy hút bụi công nghiệp chính hãng uy tín hàng đầu Việt Nam. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được thiết bị phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình. Nếu cần tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc cơ